cái con su su lui ra làm gì đấy? Su su à, lui ra làm gì đấy? Quay. Nó làm gì? Quay. Nói bác không hiểu gì hết, nói ra làm gì? Quậy. Quậy à? Lui hư à? Hả? Quay gì? Lui nó hư hả? Su su. Su su. Papa làm gì đấy? Su su. Hỏi papa làm gì? Papa làm gì? Làm cuisine. Nói tiếng Việt Nam thế nào? Đang làm gì? Đang làm gì? Không quậy. Papa không quậy. Papa đang làm gì? Đang nấu cơm. Đang nấu cơm. Nấu cơm. Nấu cơm. Thế mama đang làm gì? Mama đang làm gì? Đang làm gì? Đang làm gì? Đang ngồi. Đang ngồi à? Ngồi với ai? Ngồi với Lulu. Ngồi với Lulu à? À thế à? Emily của em. Thế Emily đang làm gì đấy? Emily nằm. Nằm à? À ta. Su su. Emily nằm làm gì? Su su. Emily đang nằm làm gì? Nằm ăn. Đang nằm chơi. Nằm chơi. À thế à? Thế có đi ngủ không? Có đi ăn cơm không? Không. Uống bia không? Không. Uống bia không? Không. Uống bia bà nội không? Không. Không à? Không. Thật không? Không. Đi xem phim không? Hả? À? Làm gì đấy? Cái mắt đâu? Mắt đâu? Mắt đấy à? Thế răng đâu? Nhe răng mắt xem. Răng đấy à? Cái mũi tẹt đâu? Mũi cơ mà. Mũi tẹt đấy à? Mũi có tẹt đâu? Mũi tẹt đấy à? Thế tóc đâu? Ừ. Tóc đâu? Tóc đấy à? Đấy là cái đầu đâu mà tóc? À đấy là tóc à? À là. Thế bác Hoa đâu? À bác Hoa, bác Hoa đây này. Bác Hoa đây này. Thế Emily đâu? Là Emily đang này. Đây này à, Emily đang làm gì? Emily đang ngủ chơi. Đang làm gì? Emily đang ngủ chơi. Không phải đang ngủ chơi, đang nằm chơi. Đang nằm chơi.